Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm cấp bậc cao hơn, đó là nhóm cấp bậc quản lý. Trong nhóm cấp bậc quản lý, chúng ta có tổng cộng 4 cấp bậc. Đó là quản lý tư vấn viên độc lập 12%, quản lý tư vấn viên độc lập 15%, quản lý tư vấn viên độc lập 18% và quản lý tư vấn viên độc lập cấp cao 21%. Mời anh chị theo dõi ví dụ minh họa sau. Ví dụ 2. Giả sử doanh số bán hàng nhóm cá nhân của tư vấn viên A là 4.000 BP, tỷ lệ chiết khấu hoạt động PD tư vấn viên A được hưởng là 15%. 15% chiết khấu hoạt động của tư vấn viên A là 2 triệu 560 000 nhân 15% bằng 384 000 Chiết khấu hoạt động do tranh lệch mức hoạt động là 15% trừ 9%. Nhân 17 triệu 920.000, cộng 15% trừ 9% nhân 15 triệu 360.000, cộng 15% trừ 6% nhân 8 triệu 960.000, cộng 15% trừ 6% nhân 6 triệu 400.000, bằng 3 triệu 571.200. Tổng thu nhập của tư vấn viên A từ chiết khấu hoạt động là 3 triệu 955.200 đồng. Hãy cùng tìm hiểu về quyền lợi của nhóm quản lý tư vấn viên độc lập 12%. Là quản lý tư vấn viên độc lập 12%, số điểm kinh doanh BP tối thiểu mà các bạn phải đạt được là 2.400 BP. Cũng với phương pháp hỗ trợ, giúp đỡ cho các tư vấn viên của mình, bảo trợ cho càng nhiều người càng tốt. Lúc này, bạn đã được chiết khấu từ 3 đến 12%. Một điều quan trọng hơn, bạn sẽ có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng tiền mặt đầu tiên là 2 triệu đồng. Để đạt được phần tiền thưởng này, bạn cần đạt 12% và duy trì tối thiểu 12% trong tháng tiếp theo. Ngoài ra, trong hai tháng đó, bạn cần phải hoàn thành số điểm BP cá nhân tối thiểu là 200 BP. Điều này có nghĩa là trong tổng doanh số nhóm 2.400 BP thì cá nhân bạn phải đạt ít nhất 200 BP. Hãy lưu ý điều này nhé. Số tiền thưởng 2 triệu đồng này sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn vào tháng thứ tư kể từ tháng đầu tiên bạn đạt 12%. Ví dụ, tháng 7 bạn đạt 12% tháng 8 bạn duy trì 12%, đến tháng 10 bạn sẽ nhận được 2 triệu đồng. Thu nhập bình quân của một quản lý tư vấn viên độc lập 12% là 2 triệu 200 ngàn đồng hàng tháng và 26 triệu 400 ngàn đồng một năm. Tương tự như vậy, chúng ta bước lên nước thang tiếp theo, đó là quản lý tư vấn viên độc lập 15% với số điểm kinh doanh tối thiểu là 4.000 BP. Bạn sẽ được chiết khấu từ đội nhóm tối đa là 15% và mức tiền thưởng bạn có thể nhận được là 4 triệu đồng. Cách nhận tiền thưởng tương tự như với cấp bậc quản lý tư vấn viên độc lập 12%, đạt chức danh 15%, duy trì 15% trong tháng tiếp theo và đạt 200 BP cá nhân trong 2 tháng đó. Thu nhập bình quân của một quản lý tư vấn viên độc lập 15% là 4 triệu 500 000 đồng một tháng và 54 triệu đồng trong một năm. Ở cấp bậc tiếp theo, quản lý tư vấn viên độc lập 18%, bạn cần đạt số điểm kinh doanh tối thiểu là 6.600 BP bạn sẽ được chiết khấu từ 3% đến 18% và lúc này mức tiền thưởng bạn có thể đạt được khá tuyệt vời, lên đến 6 triệu đồng. Thu nhập bình quân của một quản lý tư vấn viên độc lập 18% là 7 triệu 300 ngàn đồng hàng tháng và 87 triệu 600 ngàn đồng hàng năm. Và nếu bạn để ý thì ở đây chúng ta chỉ làm một việc, đó là bảo trợ cho 4 người và giúp họ bảo trợ cho càng nhiều người càng tốt. Như vậy mỗi lúc doanh số BP của những người cùng làm việc với bạn sẽ mỗi ngày một tăng lên. Điều đó có nghĩa là thu nhập của họ cũng tăng lên, như vậy có thể nói, bạn kiếm được tiền bằng cách giúp đỡ người khác có được thu nhập tốt hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục với cấp bậc cuối cùng trong nhóm cấp bậc quản lý. Cấp bậc quản lý tư vấn viên độc lập cấp cao 21% hay còn gọi là Senior Manager. Bạn cần đạt được số điểm BP tối thiểu là 10.000 BP. Ở cấp bậc này, ngoài việc bạn được hưởng mức chiết khấu lên đến 21%, bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng 10 triệu đồng. Đây là khoản tiền thưởng đáng kể và chắc chắn sẽ giúp bạn hiện thực hóa những ước mơ đầu tiên của mình. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được một vé mời tham dự hội nghị giám đốc. Đây là hội nghị được diễn ra mỗi năm một lần. Hội nghị này quy tụ tất cả giám đốc toàn Việt Nam và chúng ta sẽ có 3 ngày 2 đêm tại một resort 5 sao ở những nơi nổi tiếng. Bạn sẽ được tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp nhất. Thu nhập bình quân của một quản lý tư vấn viên độc lập cấp cao 21% là 10 triệu 416 000 đồng một tháng và thu nhập hàng năm ở mức 124 triệu 992 000 đồng. Đây thật sự là mức thu nhập sẽ giúp bạn đảm bảo được chất lượng cuộc sống của mình tốt hơn. Và đó là tất cả những quyền lợi bạn có được ở nhóm cấp bậc quản lý.